những cái cơ hội mà lúc tụi thi tự nhiên đến mình không có định hướng. Theo tự nhiên nhiều quá thì nó cũng không tốt. Mình phải tìm cái gì đó đúng cái bản ngã. Thì mình nghĩ cái việc tốt nhất nên đi học. Cái việc gì đó là mình có thể gắn bó lâu dài. Cơ duyên mình trở về Việt Nam nó cũng là tự nhiên. Hè năm 2014 trở về đây thì mình thấy mình có nhiều cơ hội để phát triển cái công việc này. Cơ hội không phải lúc nào nó cũng có, mình phải biết nắm bắt. Nên hoàn thành xong cái việc học là mình phải trở về đây. Cái lý do thứ hai nữa là đó mình là Sài Gòn. Sài Gòn là một đất nước rất là thương thương mà tạo nên một cái con người của mình hiện tại. 5 năm hơn ở Mỹ thì bắt đầu mình sống. Còn Sài Gòn mới là người tạo nên mình. Quan điểm của mình về cái đẹp nó giống như là khi mà bạn làm cái gì đó mà mình không hiểu sẽ không chạm tới cái bên trong của cái người xem hoặc người nhìn. Nếu mà bạn nói như vậy thì mình nghĩ là mình đã thành công bởi một phần nào đó, bởi vì cái sự tĩnh lặng, sự buồn hoặc là sự đơn giản nó là con người của mình. Sắp tới thì có thể mình sẽ thử sức, ví dụ như là thời trang. Nói về một cái brand thời trang này quá lớn lao, nhưng mà mình có một cái concept về lifestyle dành cho đàn ông thành thị. Nghĩa là mình sẽ up một cái ngôi nhà một cung người đàn ông độc thân. Những cái món đồ mà mình nghĩ là một người đàn ông độc thân ở thành thị cần. Bạn mặc gì bạn cảm thấy thoải mái nhất. Quan trọng là nên biết trước nơi chỗ bạn đến là ở đâu. Và cái thời tiết bạn đang mặc là gì. Mình thích áo thun trắng, không có hình gì hết, chi không có quá slim fit rồi dày tay.